Thấy cái slide chiếu trên chưa? Viên tiểu phế quản thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Dạ có rồi ạ. Rồi. Thì cái viêm tiểu phế quản ở trẻ em về mặt nguyên nhân thì viêm tiểu phế quản cấp là do virus. Thì cái loại virus mà thường hay gây viêm tiểu phế quản cấp á, được ghi nhận trong y văn đó là virus hợp bào hô hấp RSV trên 50%. Sau đó có một cái tác nhân mà nó cũng là hay gặp đứng hàng thứ hai sau virus hợp bào hô hấp. Và cái loại virus này người ta mới phân lập được trong thời gian gần đây, đó là metapneumovirus, nó chiếm khoảng 8%. Sau hai cái tác nhân này thì những cái tác nhân còn lại là adenovirus, virus A cúm, virus cúm hoặc là rhinovirus là những cái tác nhân còn lại hay gây viêm tiểu phế quản cấp. Cho tới bây giờ thì mycoplasma nó có thể gây ra cái bệnh cảnh tương tự gần gần giống như là viêm tiểu phế quản cấp. Nhưng mà người ta vẫn chưa rõ là mycoplasma thật sự nó có gây ra viêm tiểu phế quản cấp hay là không. Về mặt dịch tễ thì đây là cái bệnh mà nó thường xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Gần như nó cũng sẽ không gặp ở đối tượng trên 2 tuổi và thường gặp vào mùa lạnh. Thì mùa lạnh ở nước mình là thường thường là mùa đông hoặc là đầu xuân. Và những cái yếu tố nguy cơ nặng bao gồm là trẻ có bệnh tim bẩm sinh, rồi trẻ có các cái bệnh lý nền. Đấy, những cái vụ dịch COVID này mình sẽ thấy này, những cái bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong là những cái bệnh nhân có bệnh lý nền. Thì viêm tiểu phế quản cấp vậy. Đấy, nếu mà xảy ra trên những cái đối tượng không có bệnh lý nền thì nó ổn. Nhưng mà thường nó sẽ nặng lên rất là nhiều ở những cái đối tượng có bệnh lý nền. Ví dụ tim bẩm sinh hoặc là bệnh phổi mạn tính hoặc là suy giảm miễn dịch hoặc là trẻ bị bệnh thần kinh cơ hoặc là trẻ có tiền sử sinh non. Thì đó là những yếu tố nguy cơ mà làm cho đứa trẻ bị mắc bệnh nặng. Thì thông thường đối với là một đứa trẻ bị viêm tiểu phế quản cấp á, thì thời gian ủ bệnh nó dao động từ 2 cho tới 8 ngày và trung bình khoảng trong vòng 1 tuần trở lại. Thì điều này nó hơi khác so với là SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 thời gian ủ bệnh trung bình là 14 ngày, cho nên là nếu những ai đi từ vùng dịch tễ về thì người ta yêu cầu mình cách ly 14 ngày là hợp lý. Mặc dù trên thực tế vẫn có những cái trường hợp SARS-CoV-2 ủ bệnh tới gần 28 hoặc là 29 ngày. Về mặt sinh lý bệnh thì trên trên slide này mình sẽ thấy bên phải ấy, là sinh lý bệnh của là viêm tiểu phế quản cấp, bên trái ấy, là sinh lý bệnh của cơn hen cấp. Thì cả hai cái bệnh lý này nó có những cái điểm tương đồng với nhau như thế này. Thứ nhất á, là đều có là phù nề niêm mạc đường thở, nó đều có là tăng tiết chất nhầy vào trong lòng phế quản và nó đều có là thâm nhuận tế bào viêm ở lớp dưới niêm mạc. Và cả ba cái biến đổi sinh lý bệnh này nó sẽ làm cho là đường thở bị tắc. Tuy nhiên đối với trường hợp mà bệnh nhân bị cơn hen cấp thì ngoài ba cái biến đổi nó ra thì còn có một cái biến đổi vô cùng quan trọng, đó là co thắt cơ trơn phế quản. Và chính vì cái co thắt cơ trơn phế quản này cho nên là thông thường đứng trước một trường hợp cơn hen cấp mình sẽ cho thuốc thuộc dạng phế quản và nó sẽ đáp ứng rất là tốt. Ngược lại đối với viêm tiểu phế quản cấp thì trong cái cơ chế bình sinh của nó không có tình trạng là co thắt cơ trơn phế quản. Cho nên là đó là lý do tại làm sao mà mình cho thuộc dạng phế quản nó không đáp ứng hoặc đáp ứng rất là tệ. Và một cái biến đổi thứ hai nữa nó cũng góp phần làm cho nó kém đáp ứng với thuốc điều trị, đó là trong viêm tiểu phế quản cấp virus khi nó tấn công vào niêm mạc đường thở nó sẽ làm hoại tử biểu mô niêm mạc đường thở. Và cái việc hoại tử biểu mô niêm mạc đường thở này nó không hồi phục một sớm một chiều được, làm cho đứa trẻ nó bị khi bị bệnh là nó kém đáp ứng với điều trị. Thì đó là cái điểm cần phải lưu ý. Về mặt lâm sàng thì thật ra mà nói rằng trên thực tế chỉ những cái đứa trẻ là bị viêm tiểu phế quản cấp nặng thì khi đó cái người bác sĩ lâm sàng người ta mới để ý, người ta mới chẩn đoán.
Cho còn đối với những cái trường hợp viêm tiểu phế quản cấp nhẹ thì thông thường là người ta sẽ chẩn đoán nhầm qua những cái bệnh khác. Ví dụ người ta sẽ chẩn đoán nhầm là viêm mũi họng cấp là bệnh cảm lạnh á, hoặc là người ta sẽ chẩn đoán nhầm qua viêm phế quản. Chỉ chính những cái đứa trẻ mà nó nặng thì người ta mới lưu tâm để ý à lại coi chừng viêm tiểu phế quản cấp. Vậy thì sau khi mà giai đoạn ủ bệnh thì thường thường đây là cái bệnh mà do virus, cho nên đứa trẻ nó sẽ có biểu hiện của viêm long, bao gồm là ho hắt hơi chảy nước mũi vài ngày rồi đó, nó không có đột ngột, và nếu nó nhẹ thì thường thường triệu chứng nó sẽ tự biến mất sau khoảng 3 ngày trở lại. Tuy nhiên trong trường hợp nặng thì đứa trẻ nó sẽ đến bệnh viện và cái người bác sĩ khi mà khám bệnh đó, người ta sẽ để ý à có chừng đứa này bị viêm tiểu phế quản cấp. Thế thì những cái dấu hiệu mà nặng thì nó không đặc thù lắm cho viêm tiểu phế quản cấp, ví dụ như là ngưng thở, bỏ bú, ly bì, nhịp tim chậm. Thì những trường hợp bệnh nặng cái nào nó cũng có như vậy cả. Rồi đứa trẻ nó ho khan nhiều, ho the thé, rồi đứa trẻ nó tím, rồi đứa trẻ nó có những cái dấu hiệu của gắng sức như là có kéo giãn xương, phập phồng cánh mũi, rút lõm lồng ngực. Thì tất cả những cái trường hợp bệnh lý hô hấp khác nó đều gây ra những cái biểu hiện tương tự. Tuy nhiên nó có cái điểm mà làm cho người ta nghi ngờ đứa trẻ là bị viêm tiểu phế quản cấp, đó là thứ nhất là đứa trẻ có thở khó khè, và thứ hai là đứa trẻ nó có bằng chứng của tắc nghẽn đường thở nhỏ. Đấy không? Ví dụ là khi mình để ý là đứa trẻ nó có ngực căng phồng, và chính vì ngực căng phồng cho nên khi mình khám mình sẽ sờ được gan lách nó bị xa xuống. Đấy không? Và khi mình nghe thì âm thở nó giảm, rồi thì thở ra nó kéo dài, và mình nghe được ran ẩm nhỏ hạt hoặc là ran nổ ở cuối kỳ hít vào. Vậy thì trước một cái trẻ mà nó thở, tần số thở nó rất là nhanh, đứa trẻ nó có biểu hiện ứ khí trong khi các cái dấu gắng sức nó không rõ. Đấy, vì nó ngực căng phồng cho nên cái dấu rút lõm lồng ngực nó sẽ không rõ, có kéo nó có ít rõ giống như những cái trường hợp viêm phổi, cộng với nghe phổi gần như không có gì cả. Thì quay chừng mình phải để ý là đứa trẻ đó nó bị viêm tiểu phế quản cấp, nhất là khi đứa trẻ nó có biểu hiện thêm là thở khó khè. Thì trên hình là một cái đoạn video của một cái đứa trẻ là bị viêm tiểu phế quản cấp. Mọi người có thấy được video rõ? Trên này mình thấy được ta nên ly bì này, rồi ngực căng phồng này, tần số thở nhanh, cái dấu rút lõm rất là khó thấy này, có kéo giãn xương. Thật ra đứa trẻ này có thêm cái phập phồng cánh mũi nữa, nhưng mà vì đây có ngành mũi mình không thể nào mình thấy được. Đúng không? Hay là đứa trẻ này còn có thể có thêm cái là đầu gật gù nữa, cũng là một cái dấu hiệu chứng tỏ đứa trẻ nó đang khó thở. Sau khi mình có những cái dấu hiệu lâm sàng rồi thì khi đó mình cho chụp X-quang. Thì thực sự hình ảnh X-quang của một đứa trẻ viêm tiểu phế quản cấp dựa vào phim X-quang để mình phán đoán đó là viêm tiểu phế quản cấp là chiều. Thì nó cũng giống như những cái trường hợp là viêm phổi do virus vậy. Cho nên thâm nhiễm, thứ nhất là thâm nhiễm kẽ là chính. Đúng không? Dàn lưới và hàm.
và ngoài ra nó còn kèm theo những cái đám mờ, những cái vùng mờ ranh giới nó không rõ. Thì cái vùng mờ này được giải thích là do, một là tình trạng vì nó tắc nghẽn đường thở lan tỏa cho nên nó sẽ gây xẹp phổi lan tỏa. Xẹp tức là không phải xẹp theo từng thùy mà xẹp từng chỗ nhỏ mà lan tỏa nhiều nơi, cho nên có những vùng mờ không sao ranh giới nó không rõ. Và những cái vùng mờ này còn được giải thích là do là virus nó tấn công ngoài tới tiểu phế quản ra, nó còn tấn công xuống tầng phế nang mà gây viêm phế nang, thì hình ảnh nó mờ giống như là viêm phổi vậy. Về mặt X-quang, à xin lỗi, về mặt cận lâm sàng thì các cái xét nghiệm chỉ điểm viêm nó không có đặc hiệu. Bạch cầu thì thường thường nó không tăng, ngoại trừ trường hợp là viêm tiểu phế quản cấp do adenovirus thì bạch cầu nó có thể tăng cao. À, rồi bạch cầu đa nhân trung tính nó có thể là ưu thế hoặc là không có ưu thế. Và cái test mà đa phần người ta sẽ làm ở các cái nước đang phát triển đó là làm cái test phát hiện là kháng nguyên của virus tế bào hô hấp trong mẫu dịch tiết mũi họng của đứa trẻ. Thì cái test này nó có kết quả rất là nhanh và có giá trị cao trong việc sàng lọc của những cái bệnh nhân ban đầu. Tuy nhiên trong cái thời buổi mà dịch Covid như thế này thì khi mình lấy mẫu bệnh phẩm thì nhất là mình cho làm là xét nghiệm real time PCR để mình phát hiện được cái virus ở trong cái mẫu bệnh phẩm dịch tiết mũi họng của bệnh nhân. Thì để ngang đấy thì mình thấy này, về mặt lâm sàng nó hẳn cũng có cái gì mà nổi trội làm cho mình là dùng để làm tiêu chuẩn chẩn đoán. Và về X-quang thì hẳn thể nào mình phân biệt một cách rạch ròi với là viêm phổi do vi khuẩn. Chính vì vậy ngay cả ở một cái nước phát triển như Hoa Kỳ thì cái mà hướng dẫn mới nhất về viêm tiểu phế quản cấp của người ta, mặc dù 2014 nhưng mà hiện tại đây là cái bản mới nhất, thì người ta vẫn khuyên này, tức là các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán viêm tiểu phế quản cấp chủ yếu dựa vào hỏi bệnh sử và khám lâm sàng, không nên làm xét nghiệm và cho chụp X-quang một cách thường quy. Đấy, ngay cả một cái nước phát triển mà người ta cũng nhận định như vậy, cho nên chủ yếu mình đánh giá dựa vào lâm sàng là chính. Vì những cái trẻ sau khi mình đã chẩn đoán viêm tiểu phế quản cấp rồi thì khi nào mình nói là đứa trẻ nặng thì đứa trẻ có nguy cơ nặng giống như ngay từ đầu, đó là đứa trẻ có tiền sử đẻ non và hiện dưới 3 tháng tuổi. Quan trọng là trẻ có tiền sử đẻ non chưa đủ nhưng mà bây giờ đến với mình bị bệnh mà nó dưới 3 tháng tuổi thì đó là yếu tố nguy cơ có chừng bị nặng. Hoặc là đứa trẻ nó có những cái bệnh nền ví dụ như là tim bẩm sinh, loãng xạ phế quản phổi hoặc là bệnh lý thần kinh cơ, hay là trẻ bị suy giảm miễn dịch, thì đó là những cái yếu tố nguy cơ làm cho viêm tiểu phế quản cấp nặng. Sau khi mình đã chẩn đoán viêm tiểu phế quản cấp rồi thì cái quan niệm mới bây giờ người ta không có chia chung chung nữa. Trước đây người ta sẽ chẩn đoán như thế này, tức là viêm tiểu phế quản cấp rồi biến chứng suy hô hấp độ 1, độ 2, độ 3, độ 4. Đấy. Nhưng bây giờ người ta phân chia mức độ nặng nhẹ cụ thể theo từng bệnh nhân. Để từ đó, tùy theo mỗi mức độ như vậy, người ta có thái độ xử trí hợp lý. Thế thì khuyến cáo của Hoa Kỳ, người ta cũng đưa ra lời khuyên như thế này, tức là các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán và phân loại mức độ nặng của bệnh chủ yếu dựa vào hỏi bệnh sử và khám lâm sàng, không dựa vào xét nghiệm. Đó, không dựa vào xét nghiệm. Chính vì vậy nên cái việc đánh giá mức độ nặng sẽ được chia ra là nhẹ, trung bình và nặng, dựa vào các cái thông số như là ăn hoặc là bú có bình thường hay là giảm hay là bỏ, dựa vào tần số thở, dựa vào rút lõm lồng ngực, dựa vào hợp phồng cánh mũi thở rên có hay là không, dựa vào SpO2 và dựa vào toàn trạng của đứa trẻ. Thì nó cũng giống như những cái phân loại khác trong nhi khoa, đó là không thể nào mình đòi hỏi là phải có đầy đủ tất cả các dấu hiệu ở trong mỗi cột, mà chỉ cần có một dấu hiệu ở ô nặng hơn đó, là mình sẽ phân loại vào cái ô nặng hơn đó để có thái độ xử trí hợp lý cho bệnh nhân. Về mặt chẩn đoán phân biệt thì khi mình gặp một cái đứa trẻ bị viêm tiểu phế quản cấp
thì mình sẽ phân biệt với là khó khe tái đi tái lại do virus, hoặc là chẩn đoán phân biệt với viêm phổi, hoặc là những cái bệnh phổi mãn tính có khó khe, hoặc là viêm phổi mà do hít, mà hít thường gặp ở độ tuổi này là trào ngược dạ dày thực quản, hoặc là các cái bệnh lý mà bẩm sinh ví như là vòng mạch hay là giải mạch. Vừa rồi ở tại khoa nhi hô hấp miễn dịch diễn của bệnh viện Trung ương Huế này, chúng tôi gặp một cái ca là bị là giải mạch, là chen vào giải cái mạch, nó xuất phát từ động mạch phổi trái, là chen vào khí quản và làm cho bệnh nhân bị viêm phổi tái đi tái lại. Và những cái trường hợp như vậy đôi khi là có biểu hiện thở khó khè, làm cho mình nhầm vậy là viêm tiểu phế quản cấp nhiều đợt nối tiếp nhau. Về mặt tiến triển thì thông thường viêm tiểu phế quản cấp nếu nó nặng, nó sẽ nặng trong vòng 72 giờ đầu. Đấy, và sau 72 giờ đầu thì bình thường nó sẽ hồi phục tốt. Thì trong vòng 72 giờ đầu này, những nguy cơ mà các bác sĩ lâm sàng đối đầu phải đó là đứa trẻ nó sẽ có xuất hiện các cái cơ ngưng thở, hoặc là đứa trẻ bị nhiễm toán và tử vong. Cho nên là nguy cơ nó sẽ rơi vào trong vòng 72 giờ đầu. Nếu sau 72 giờ đầu thì tiến triển bệnh nhân nó sẽ tốt lên. Cái mặt điều trị thì khi nào mình sẽ cho bệnh nhân là nhập viện? Đấy, vì không phải là mọi trường hợp là đều cần phải nhập viện. Tuy nhiên cái tiêu chuẩn nhập viện này nếu áp vào cái thực tế nước mình đôi khi khó, là vì cái mà cho vào viện ở nước mình nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nó không phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh mà nó còn phụ thuộc vào chính sách của là bệnh viện, nó phụ thuộc vào cái mong muốn của gia đình, rồi nó còn phụ thuộc vào là cái mà khả năng của bác sĩ tại khoa khám bệnh, thì nó phụ thuộc vào rất nhiều cái. Cho nên nhiều khi trường hợp mà cho vào viện ở nước mình nó không có đúng giống như trên lý thuyết. Vậy thì về mặt lý thuyết sẽ cho những cái trẻ mà viêm tiểu phế quản cấp nhập viện trong trường hợp nào? Thứ nhất đó là mình sẽ cho vào trong trường hợp đứa trẻ ở mức độ trung bình hoặc là nặng phải cho vào, hoặc là đứa trẻ nó bú kém hoặc có biểu hiện mất nước, hoặc là bệnh nhân tím, hoặc là bệnh sử là có biểu hiện ngưng thở, hoặc là những cái trẻ có yếu tố nguy cơ cao thì mình sẽ cho vào viện. Và nếu vào viện rồi thì khi nào mình cho ra viện? Thì thật sự là mình cho ra viện khi mà mình đã điều trị ổn định, và ổn định là từ mức độ trung bình trở xuống thì mình có thể cho ra viện. Về mặt xử trí đối với mức độ nhẹ thì đây là cái bệnh mà gần như mình làm gì cả luôn, chủ yếu là theo dõi. Thì đối với mức độ nhẹ thì mình chia nhỏ các cái bữa bú rồi nhỏ mũi cho trẻ thường xuyên, và những cái biện pháp này phải được thực hiện ngoài trú, không có cho vô viện làm cái gì. Và hẹn tái khám sau 2 ngày. Song song với cái việc hẹn tái khám sau 2 ngày thì mình dặn trước ba mẹ là cái các dấu hiệu cần phải để ý. Nếu mà có là nặng lên phải đi khám ngay. Còn đối với mức độ trung bình thì dĩ nhiên mình sẽ cho nhập viện để theo tiêu chuẩn của mình. Thì mức độ trung bình khi mình cho nhập viện thì mình sẽ cho thở oxy để duy trì cái SpO2 là trên 92%. Và cái việc thở oxy này không phải là hạn định mà mình sẽ giảm dần cái lưu lượng oxy xuống. Xét nghiệm không nhất thiết bắt buộc phải làm cả cái xét nghiệm thường quy như là công thức máu, cầy máu. Mình chỉ làm khi mà mình nghi ngờ à đứa trẻ này có chừng bị nhiễm trùng huyết thì mình cho làm. Riêng cái nuôi dưỡng đứa trẻ thì tốt nhất là nuôi dưỡng bằng đường miệng, cho ăn từng bữa nhỏ. Và nếu đứa trẻ nó không chịu ăn thì mình có thể đặt xong mũi dạ dày cho đứa trẻ ăn. Bất khả kháng mới là cho nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch vì nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện. Đấy, đối với các trường hợp can thiệp quá nhiều rất là cao. Và đối với trường hợp trung bình này mình có thể thử cho sử dụng salbutamol đối với trẻ trên 6 tháng tuổi. Thì đối với salbutamol là vì sao mình phải thử cho là theo cái cơ chế bình sinh thì mình thấy này, vì nó không có co thắt cơ trơn phế quản và nó có tình trạng là hoại tử biểu mô vi niêm mạc đường thở, cho nên cái việc mà cho thuốc giãn phế quản nó có thể là đáp ứng rất là tệ. Chính vì vậy thử sử dụng bằng cách là mình cho liều thứ nhất không đỡ, cho liều thứ hai không đỡ, thì cùng lắm cho liều thứ ba, không có được cho nhiều quá. Vì nếu nó không đỡ là nó sẽ không đỡ.
và mình theo dõi là mỗi 2 đến 4 giờ các cái dấu hiệu chức năng sống của bệnh nhân. Riêng đối với trường hợp là mức độ nặng thì chắc chắn mình sẽ cho vào viện và mình sẽ cho thở oxy, và nếu mà nó không có cải thiện tình trạng khó thở thì mình phải chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu. Và khi chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu mình cũng phải cho thở oxy trong thời gian cân nhắc là xem thử có cần cho thở áp lực dương liên tục cuối kỳ thở ra hay là không, gọi là CPAP. Yeah. Và có một số trường hợp là cần phải can thiệp thông khí hỗ trợ, tức là thở máy cho bệnh nhân. Tương tự như là mức độ trung bình, các xét nghiệm không bắt buộc phải làm, nhưng nếu mà làm thì mình sẽ ưu tiên làm khí máu động mạch cho bệnh nhân. Và vì nó nặng cho nên bệnh nhân nó sẽ không có ăn uống được bằng đường miệng, cho nên mình sẽ ưu tiên một là đặt ống thông mũi dạ dày để nuôi cho bệnh nhân, và nếu kẹt quá thì mình cần phải truyền dịch nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân. Và đối với trường hợp nặng như thế này á, thì mình có thể cân nhắc sử dụng là adrenaline phun khí dung cho bệnh nhân. Cái trở ngại của mình ở đây đó là mình không có cái loại adrenaline chuyên dành cho phun khí dung, mà mình phải lấy cái loại adrenaline dùng tiêm tĩnh mạch mà để phun khí dung cho bệnh nhân, cho nên không có đảm bảo được là tạo ra các cái hạt khí dung đủ để đi vào đường thở nhỏ bên dưới để nó có hiệu quả. Và cái việc sử dụng adrenaline phun khí dung này cũng phải được thực hiện theo nguyên tắc, tức là thử dùng, nếu có đáp ứng thì cho thêm và nếu không đáp ứng thì thôi không có cho thêm nữa. Và theo dõi các cái dấu hiệu chức năng sống của bệnh nhân hàng giờ, ở một mức độ mà trung bình thì mình theo dõi mỗi 2 4 giờ, còn mức độ nặng là mình phải theo dõi hàng giờ cho bệnh nhân. Riêng đối với thở oxy thì đầu tiên mình sẽ cho thở, vì đây là trẻ nhỏ dưới 2 tuổi cho nên là mình sẽ cho thở đầu tiên là khoảng 2 lít một phút, rồi sau mỗi 4 giờ nếu ông ổn định mình sẽ giảm dần xuống còn 1 lít rưỡi một phút, và cứ mỗi 4 giờ như vậy giảm một lần, và mình phải giảm là 0,5 0,5 lít một phút cho tới khi còn 0,25 lít một phút. Mà nếu bệnh nhân vẫn ổn định thì mình sẽ cai oxy luôn cho bệnh nhân. Vật lý trị liệu hô hấp là không có chỉ định trong trường hợp giai đoạn cấp của viêm tiểu phế quản cấp, vì người ta nhận thấy rằng cái việc này nó không có cải thiện rõ tình trạng bệnh của đứa trẻ, làm tăng chi phí điều trị và đôi khi làm cho đứa trẻ mệt thêm nữa. Cho nên trong giai đoạn cấp, đặc biệt trong vòng 3 ngày đầu là mình đừng có làm vật lý trị liệu hô hấp cho bệnh nhân, không vỗ, không gõ, không làm gì cả nhé. Nuôi dưỡng cho bệnh nhân là tốt nhất như đã nói là cho bằng đường viện và cho ăn từng bữa nhỏ. Rồi nếu mà không ăn được bằng đường miệng thì mình đặt ống thông mũi dạ dày bơm qua sông, và nếu kẹt quá thì cái đó mình phải truyền dịch tĩnh mạch nuôi dưỡng cho bệnh nhân. Và khi truyền dịch, đặc biệt là đối với những cái trường hợp nặng, thì cái lượng dịch truyền trong ngày nó chỉ bằng 75% nhu cầu căn bản của bệnh nhân, để tránh tình trạng tăng tiết ADH bất thường xảy ra cho bệnh nhân. Một dạng phế quản như đã nói hồi nãy ở cái phần mà xử trí rồi nhá. Mình có hai loại, mình có thể dùng salbutamol thử điều trị cho bệnh nhân mức độ trung bình và adrenaline loại chuyên dành cho phun khí dung, là người ta gọi đó là racemic epinephrine, thì đây là cái loại mà ở Việt Nam mình chưa có, thì nếu có thì mình sẽ cân nhắc sử dụng cho bệnh nhân. Còn nếu không có thì mình thử dùng cái loại adrenaline mà chuyên dùng để tiêm tĩnh mạch, mình có thể thử phun sương, nếu không đáp ứng thì dùng tiếp, còn nếu không là mình không dùng nữa cho bệnh nhân. Đối với corticoid thì đây là cái loại mà thuộc chủ lực trong xử trí cơn hen cấp, thì trong viêm tiểu phế quản cấp và không được dùng ở bất kỳ dạng nào, không dùng dạng uống, dạng tiêm, dạng phun khí dung không dùng, thì nó không có hiệu quả trên bệnh nhân, đặc biệt là đối với viêm tiểu phế quản cấp do virus hợp bào hô hấp. Nước muối ủ trương 3% là một cái giải pháp có thể cân nhắc sử dụng, là vì cái nước muối ủ trương khi mình phun khí dung vào trong đường thở của bệnh nhân thì nó sẽ kéo nước ở trong tế bào biểu mô niêm mạc đường thở đi ra, làm cho tế bào biểu mô niêm mạc đường thở nó đỡ bị phù nề và làm giảm tắc nghẽn đường thở. Tuy nhiên cái việc này mình chỉ được thực hiện
ở tại bệnh phòng điều trị không được thực hiện ở tại khoa khám bệnh và phòng khám ngoại trú không được thực hiện ở đó vì có nguy cơ bệnh nhân khó thở hơn. Kháng sinh dĩ nhiên là không cho, ngoại trừ trường hợp là mình có bằng chứng đứa trẻ là bị bội nhiễm vi trùng thì mình cho, còn nếu không là không cho. Mặc dù là virus sợ bao hấp là có cái thuốc kháng virus đặc hiệu đó là ribavirin, tuy nhiên trên thực tế ngay cả ở cả trình độ phát triển người ta vẫn ít dùng cái loại này. Ít dùng loại này và thật sự là cái việc dùng nó có rất nhiều trở ngại là do mình phải là sử dụng cái máy phun sương, phun khử trùng đặc biệt phải phun liên tục 12 cho tới 18 giờ một ngày. Đó. Mà cái việc này ấy, nó sẽ cản trở là vì chẳng ai muốn là làm 12 cho tới 18 giờ phun khử trùng còn lại 6 giờ để ăn uống ngủ nghỉ thì cái việc này rất là khó thực hiện ở trẻ em. Thì đó là toàn bộ cái phần mà viêm tiểu phế quản xin được chuyển đến cho lớp. Thì như đã nói là vì cứ có bận đi cái đi điều của bố và một cái bác sĩ giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương cho nên là hẹn là ngày mai sẽ tiếp tục tiếp tục là làm việc với lớp nhé. Dạ vâng ạ. Đã có ý kiến gì nữa thôi thì ngày mai gặp lại ấy, là bắt đầu từ 8 giờ nhé, thì mà học là vẫn như cũ á, em lớp trưởng nhé, thông báo về lớp như vậy hả. Dạ thầy. Rồi, rồi chào mẹ em nhé.